Bạn có biết con của bạn nên gặp bác sĩ chỉnh nha khi lên 7? Invisalign First nới rộng khung hàm, đồng thời tạo khoảng trống cho răng mới mọc. Chỉnh nha với lộ trình chính xác, theo dự kiến và thoải mái. Invisalign First, tìm hiểu thêm ngay hôm nay.